Chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn chọn trường khi đi học Singapore của công ty Tăng Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tăng Đại Dương sẽ tư vấn cho các bạn chọn trường nào khi đi du học Singapore ngành kế toán tài chính. Thì các bạn thân mến, ngành kế toán tài chính đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng như là thăng tiến cho những người có chuyên môn cao trong ngành này. Và đây cũng là ngành nghề thường xuyên xuất hiện nhất trong top các ngành nghề tốt nhất. Kế toán tài chính thì không chỉ là bài toán về tiền mà còn là những con số khiến cả thế giới phải xoay quanh. Và để đáp ứng được nhiều hơn những nhu cầu của môi trường kinh doanh năng động và giải được bài toán kinh tế của tương lai, thì nhiều bạn trẻ Việt Nam thay vì chọn học tiếp ở các trường đại học trong nước thì các bạn lại chọn con đường du học và quốc gia được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn, đó chính là Singapore. Vì là thời gian học cũng như là chi phí học tập ở đây thì rất là hợp lý. Và trường đại học Curtin Singapore là một trong những trường đại học được nhắc đến khi mà các bạn lựa chọn ngành kế toán tài chính khi đi du học tại Singapore. Vậy ưu điểm khi học tại trường này là gì? Thì một năm tại trường Curtin Singapore là gồm 3 học kỳ, do đó là sinh viên có thể là hoàn thành chương trình cử nhân chỉ trong vòng 2 năm và thạc sĩ thì trong vòng 1 năm. Trường thì còn có chương trình dự bị dành cho những bạn học sinh chỉ có hoàn tất lớp 11 tại Việt Nam. Chương trình cử nhân thì sinh viên có thể là lựa chọn chương trình học ngành kép với thời gian học và học phí như nhau. Chương trình thạc sĩ của trường thì không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Trường Đại học Curtin Singapore là cơ sở đào tạo của trường Đại học Curtin Úc với chương trình đào tạo và cấp bằng tương đương như là bạn đang theo học tại trường Curtin Úc. Và sinh viên chọn học tại Curtin Singapore thì ngoài tiết kiệm được 40% học phí so với du học tại Úc thì các bạn còn tiết kiệm được chi phí sinh hoạt nhờ là thời gian học tập liên tục, các kỳ nghỉ ngắn giữa các khóa học thay vì là nghỉ hè dài tại Singapore. Trường thì được thành lập năm 1968, là trường đại học công lập lớn nhất ở Tây Úc và nằm trong top là 3% các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường có cơ sở đào tạo tại Sydney, Perth của Úc và chi nhánh tại Malaysia và Singapore. Trường đại học Curtin Singapore thì nằm tại trung tâm của Singapore với cơ sở vật chất được đầu tư là hơn 40 triệu đô la Singapore, bao gồm 40 phòng học và 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học. Thư viện của trường thì được kết nối với lại thư viện của Curtin Úc. Đội ngũ giảng viên của Curtin thì luôn hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế trong thời gian học tập cũng như là định hướng nghề nghiệp sau này cho sinh viên sau khi ra trường. Và sinh viên theo học tại trường Curtin Singapore thì được nhận bằng tương đương như là các bạn đang học tại Úc và sinh viên có thể là chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của trường Curtin Úc ở cơ sở Perth hoặc là Sydney với thủ tục visa đơn giản. Chương trình học ngành kế toán tài chính thì các bạn sẽ được học trong vòng 2 năm với 6 học kỳ. Học kỳ 1 thì các bạn sẽ học các môn bao gồm như là kế toán, luật kinh doanh, kinh tế, giao tiếp trong kinh doanh. Học kỳ thứ 2 thì các môn học của các bạn đã bao gồm như hệ thống thông tin kinh doanh, quản trị marketing, tài chính định lượng. Với học kỳ 3 thì các bạn sẽ học các môn như là kế toán tài chính, kế toán quản lý hay là tài chính nguyên tắc, luật doanh nghiệp. Học kỳ 4 thì các bạn sẽ học các môn như là kế toán tài chính, kế toán hệ thống, thuế, kinh tế vĩ mô. Và học kỳ 5 thì các môn học các bạn sẽ được học như là kế toán kiểm toán, kế toán quản lý kiểm soát hay là tài chính doanh nghiệp, mục đầu tư quản lý, tài chính liên hiệp. Và học kỳ cuối cùng thì các bạn sẽ học các môn như là kế toán phân tích quyết định, tài chính quốc tế, tài chính phát sinh an toàn và kinh doanh thực hành. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học như thế nào, điều kiện đầu vào ra sao và mức học phí của trường là bao nhiêu thì các bạn hãy tham khảo ngay tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com hay các bạn có thể gọi ngay về số 0838484879 để được gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương có thể là hỗ trợ cho các bạn, hoặc lên trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương ở địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là địa chỉ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất. Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tân Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore. Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị?
Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường đại học Cơ Tin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc, và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm 2008, và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường đại học Cơ Tin Singapore như sau: đây là khu học xá chính thức của trường đại học công lập Úc. Thứ hạng của trường Cơ Tin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Và ngoài ra, những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Cơ Tin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Cơ Tin Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học sinh. Thì vì học ở Cơ Tin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Cơ Tin Úc, và về phương án nhận bằng bạn cũng sẽ có 3 phương án. Một là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. Hai là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và ba là trong có rất nhiều sinh viên học tại Cơ Tin Sing thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết Cơ Tin Singapore là trực thuộc của Cơ Tin của Úc. Yeah. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường đại học Cơ Tin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp vào Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc á, thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng 2 học kỳ tại Cơ Tin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì Cơ Tin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng dành cho những sinh viên giỏi. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo, thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường đại học Cơ Tin Singapore, có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng, và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán, thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn, bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có hai chuyên ngành. Thì ở Cơ Tin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn là tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm. Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây, thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học Cơ Tin Singapore. Thì ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện, thiện nguyện dành cho các bạn để mấy bạn
tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình, ví dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm, thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì để ở tại trường Cơ Tiên Singapore khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi, thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường Cơ Tiên Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Cơ Tiên Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879. Hoặc chi tiết hơn nữa, các bạn có thể truy cập website tân-đại-dương.edu.vn. Hoặc các bạn muốn xét học bổng tại Cơ Tiên Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.